chào mọi người. Hôm qua là thứ bảy, Su được nghỉ học. Hôm qua mẹ và Su đi rất nhiều nơi, mọi người theo dõi nha. Tuy mà rất vui vì Su gặp lại được con ốc xì. Ba Su mặc quần jean với áo khoác cả ngày cho nên Su dễ bị đổ mồ hôi. Giờ đi đâu mẹ? Giờ đi ra chợ bầu bạn cái rồi xong rồi chạy xuống dưới kia ha, ăn sáng ha. Tại là nó anh thấy ngoài cái anh làm vậy á. Bên này là cốc Su, còn bên này là nghĩa trang Bình Dương lớn lắm. Đoạn đường này xe cộng chạy hơi nhiều nhưng mà nó mát. Đoạn này nó tắt, đi đường tắt đụng đạo nó gần hơn cả nó phải cây á. Có mấy lần đi ban đêm về đường này nè, 10 giờ 11 giờ luôn. Nói nhiều không? Gán đi. Ăn xong rồi đi nha. Kêu ở nhà đi không chịu đâu, đòi đi cho bằng được. Đi cho bỏ đói luôn. Mà xích vô. Nóng không? Con cởi áo khoác ra đây cho mát. Cũng lòng nha mọi người. Cũng lòng chứ không phải cháu lòng. Ăn nó đỡ ngán hơn không biết nữa, nhưng mà có người thích ăn cháo lòng, còn như em thì rất là thích ăn bún lòng. Mà bún lòng mà phải là người Bắc nấu nha mấy con. Là Su ăn trước hay Su nhà điện thoại đi, ăn từ từ coi chừng nóng nha. Ngon lắm mọi người, nếu mà ai mà chưa ăn bún lòng á thì nên hôm nào thử nha, mà phải là nước trong như vậy nè mấy con nha, mấy chất lượng nha, chứ còn mà nước mà giống như bún riêu thì thôi á. Tôi cùng cô họ tăng gan nên là kêu người ta không có lấy gan, không có lấy gan. À, lúc trước ở trên Tân Uyên á thì cũng có ăn có chỗ ở trên xa xa cách cũng khoảng 8 cây á, buổi sáng hay chạy lên cái đó ăn. Còn ở đây thì đang chạy ngoài đường quốc lộ á, thấy ghé ăn luôn. Nhưng mà có vẻ cũng ngon nha, cái bảng mà nó phủ một lát như vậy là chắc phải lâu năm dữ rồi. Mọi người nha, mời mời vậy thôi chứ có ăn chung được đâu đúng không? Ôi như cái cô này cổ quên này, chị giặt cổ không để ra cái cổ cũng cổ vẫn để ra, chắc là tại làm nhiều quá nên là quên không nhớ. Rất là ngon luôn, hấp dẫn luôn. Có cộng lông luôn, không biết cộng lông hay cộng tóc nó rồi kệ, ăn ngon quá không có không để ý. Ngon Su, Su cũng quốc sạch luôn, còn nước không à. Ngon lắm mọi người, ai mà chưa ăn bún lòng lần nào đó thì mọi người nên thử nha. Nhưng mà phải là nơi làm để lâu năm hay là nấu cái nghề nóng như vậy thì mới ngon thôi, chứ có nhiều chỗ cũng nhớ có một lần đi ăn cái là thấy cái chỗ cái cô đó để bún riêu bún lòng thì kia nọ, cái chỗ nào là cô đó biết nấu bún lòng nhưng mà thật ra là cô đó bún riêu, xong rồi cô đó bỏ lòng vô, lúc kêu ra cô đó đem ra cái nhìn thấy là biết là bún riêu mà để lòng vô gọi là bún lòng, nó phải là cái ngọt nó cao quá. Mập đâu Su, đâu mà Su, đây là ốc nha mọi người. Nhà ốc là con của chị Đào, bạn của Su. Đâu Su đứng với ốc coi, ốc cao bằng Su chưa? Trời ơi. Su đi mua cái bàn chải đánh răng. Đánh răng để đi làm răng chứ trời, mới ăn quý xong.
giờ chở xô với ốc đi lại chỗ mẹ làm răng xong rồi mẹ chở xô với ốc đi on hả? Đi hai đứa chở vui đúng không? Chưa đi người lẻ luôn. Giờ đi xô đang làm răng nha. Với lại làm răng cho nó đẹp đi. Rồi xong rồi chút nữa chở xô với ốc đi siêu thị on đi chơi một chuyến. Mẹ Su lấy dép cho Su để đeo á. Ốc đeo dép mình chưa chịu tháo mạng nữa nè. Dép Su. Dép. Đi dép. Tự mang đem dép theo. Ốc cũng có nhưng mà quên tháo mạng. À, dép của ốc cũng có đem nữa nhưng mà ốc dép mới mua gì ấy quên tháo mạng. Mấy tháng để nhà vô. Nhưng bây giờ dân tổng mà mang giày một lắm. Đi vô đường này có thấy các bạn lối đi cho người đi bộ không? Đó, đi vô. Vô. Vô tới khu vực ăn. Tới khu vực bò. Chỗ này có bán nhiều bánh lắm. Giờ mình ăn trước rồi mình đi chơi ha. Hay sao? Hay sao? Ok. Ok ha. Quá trời luôn. Uống trà sữa không hay là qua bên kia uống cái kia? Hay uống nước ly bên kia? Cái này hồi mua về để dành ở nhà cũng được ha. Uống trà sữa hả? Hay đi qua bên cái khu vực bên này nè, kiếm đồ ăn đi. Rồi qua đây lấy. Một bánh nè, ốc thích ăn gì? Ốc ăn gì ốc lấy thôi. Rồi kim bắp nè. Gì? Qua bên này có đồ ấy, có rong biển ghê lạ xu nè. Bên này có qua cái này ngon lắm nè. Cái này cá hồi hay gì nè, wasabi hay gì nè, sushi. Cái này sushi sống là xu, có mực sống rồi có tôm. Bây giờ mẹ Su đang lựa thêm một cái set nhỏ nhỏ. Hello đi. Hello. Nhà siêu à, lấy cái set này nữa hả? Okay. Đừng có lấy cái set đó mẹ ơi, lấy cái set này thôi. Mẹ Su đang tính tiền nha, tính tiền mấy món ăn mà nãy giờ Su với mẹ với ốc đang lựa chọn. Chọn món ăn ngon nhất nha. Đúng rồi. Này nè, ốc thúi. Ốc uống nước cam, mẹ với Su uống trà sữa dưỡng nhan, chè dưỡng nhan chứ. Phần này Su với ốc nó xử hết nha. Có sushi nè, có cá hồi luôn nha. Có trứng cá hồi nữa. Su đang rất vui ra. Ủa nó ngon nè. Thơm. Lấy mà không có thấy, không có quên lấy đũa. Cái là lúc lại đây không biết chỗ nào lấy đũa hết. Thì ra đây mọi người. Chỗ này có chỗ rửa chén, rửa tay nữa nè. Xong rồi lấy đũa, lấy nước đựng nước chấm nữa. Hai lúa lần đầu đi siêu thị hết Su ha. Đi siêu thị mới biết. Ốc nữa nè. Có gỡ khẩu trang không? Để đây đi. Rồi.
rồi ăn đi, ăn cho hết nha. Điệu nhà thì ăn như heo, rồi lên đây ngồi ăn đi, như là cho ăn cho hết nha. Vào khu vui chơi nè, là mỗi đứa một cái tay luôn, cái tay mang xong rồi có chùm chìa khóa, dép có chìa khóa bỏ có dép vô, rồi mua mỗi đứa một đôi vớ nữa. Tắt dép mẹ vô luôn xong. Phải mang vớ vô mới được nha mọi người. Nàng lắm được luôn. Không? Được không? Hả? Ờ đúng rồi, chơi với mẹ. Ủa đem hả? Đeo cái đồ vô với lại cái chìa khóa để giày dép. Su với ngốc á, có ốc đi theo là Su thích lắm, Su vui lắm. Đi chơi mà không có bạn á tội nghiệp Su. Chơi đã rồi đó, nó quên hay gì ấy, cái tủ số 1118 mà nó chỉ anh Đặng, nó chỉ số 1111 mấy đúng không ấy, nó quên hả? Mình lấy giới vào không hay là mình không lấy giới? Thôi là thôi, mấy cái này kiểu nít cái màu luôn á. Chơi lắp ráp xe, ô có dép nữa nè, wow có mấy con gấu bông dễ thương quá nè. Xu với ốc muốn xem gì xem đi, hình mấy con gấu bông dễ thương quá ta. Thích cái nào? Trà sữa ha. Ồ, mềm quá ha. Cái này bao nhiêu một cái ta? Ôi, còn 200 cành một cái lần á. Ồ, cái này cũng dễ thương nè. Wow, thiên đường. Ê, cái này đẹp nè Su. Có mấy con cái chuối nè. Nhưng mà mua mấy cái này rồi hồi chở về.
dễ thương quá Su ha. Đâu ôm tưởng thôi. Bà lấy cái thì lấy cái con này đi ha. Cái con nhỏ không được. Hả? Ốc như lấy con này đi mà múc cho em Na lên, cho em Na nằm, em Na ôm gì đó ha. Cho Su ôm trước rồi mới em Na lên cho em Na ôm với. Cái con này ha, cái con thỏ, con gấu thì cũng dễ thương mà. Con nhỏ nhỏ là con này hả? Cái này nhỏ nhỏ đem về cho dễ. Hả? Cái gì? Ốc chỉ cái gì? Ốc chỉ đồ chơi này hả? Ốc thích không thì ốc mua đây rồi về mẹ đào trả tiền lại thôi chứ có gì đâu. Bự quá. Ốc thích cái gì? Ốc lựa đi. Đẹp quá mọi người ơi, dễ thương quá. Giải nó rất là ok luôn. Nói lại coi. Cô Nhung mua cho cháu con này được không hả? Cái này được không hả? Được thì ốc thích thì ốc lấy đi rồi hồi về mẹ đào trả tiền thôi à. Chứ sao? Nhà ốc đại gia đấy mồ luôn. Nhà có công ty mà kêu cô Nhung mua cho. Thì ốc có phán này mọi người. Nói với Su à. À thích thì lấy đi. Lấy đi rồi hồi về mẹ đào trả tiền. Chứ sao? Con đó nãy giờ. Con ốc này nó đục đeo sao? Nè, thì cháu thích thì cháu mua đi, cầm đi. Cầm đi. Hả? À, cầm đi về mẹ đào trả tiền thôi chứ có gì đâu mà. Mẹ mua cháu nè. Sao lấy cháu nè? Thì con Nhung mua cho rồi về mẹ đào trả tiền này con Nhung. Nó bắt đầu nó mua cái này. Ờ cái này bao nhiêu ta? Cái này không thấy giá luôn á. Sao không thấy giá đâu? Trời ơi, trời trời trời, cái này 1.199.000 lần đó bà. Cái này 1.199.000 lần. Nó lật đật nó ôm nó kêu một cái nhỏ thôi. Trời ơi trời, chơi luôn rồi. Tôi ôm cái con heo đó, còn ốc thì lụm được cái trời ơi, rồi rồi tới. Cái gì? Cái gì? Là Su thích cái gì? Su thích chơi cái gì? Sao nó thích con búp bê này? Cháu không biết búp bê. Gái mà mình phải chơi búp bê chứ. Trời đất ơi. Cái con búp bê này còn mắc gấp đôi cái hộp đồ chơi của con ốc luôn á. Mua hộp về chơi ra chơi chung. Mua gì? Mua hộp gì đó. À Su nói, Su nghe mẹ nói là búp bê mắc quá nên là Su kêu là Su lựa cái gì, cái hộp đồ chơi nhiều nhiều về cho em Na chơi chung. Mua đồ vậy? Gửi gì nữa Su? Đó, Su rồi vậy. Mẹ Su đang tính tiền nha. Mẹ Su đang tính tiền mua đồ chơi. Thích cái này nó nói đại. Ừ, em ơi thích đi. Mua cái này cho Su nó thành nhân vật đi nữa. Đồ duyên không? Đây mẹ sách cho. Em này thấy Su với mẹ cái kêu là muốn chụp hình với Su, vô Su, Su chụp hình với anh nha. Tức của cô không? Vậy hả? Ờ, cảm ơn con nhiều nha. Hả? Trời ơi. Dạ. Trời ơi, nhiều quá vậy cháu, gì mà quá trời vậy? Ủa không, chị tại mua đồ ăn nhiều lắm kìa, mà không gặp xuân được á, cái đồ ăn đó nó để lâu đâu có được, 2-3 ngày đâu. À. Chị tính mua đồ ăn cho Su á. Dạ. Lại cái, bây giờ chị cho con bánh tráng với lại cái bông mà chị
đêm ở nhà đi đường xa đâu thấy đâu. Về với mẹ Su ghé quán cà phê ngồi quá. Nè, chở ốc với Su về nhà rồi. Mà nhà ốc đóng cổng rồi. Nhà ốc đóng cổng rồi. Giờ phải đợi mẹ ốc về. Cho ốc vô. Rồi chơi của ốc á, hình của ốc là cô Nhung mua cho nha. Còn tiền này nãy mẹ Đào đưa nè, cô Nhung trả lại cho mẹ Đào nha. Rồi nhớ đưa lại cho mẹ Đào nha. Su có buồn khi không chơi dốc nữa không? Ốc có buồn nhớ Su không? Có thì giờ mày làm cái gì giờ? Hôm nào rảnh ra kêu mẹ Đào lên chở ốc lên Su gặp Su nha. Cần nằm mới lên được. Chừng nào mới lên được hả? Thì khi nào mẹ Đào rảnh á. Đào rảnh mà. Su cho mẹ uống miếng rồi Su. Ly nhỏ mà y như ly bự. Cho miếng nha. Đúng rồi, đúng rồi, đường xuống nằm bên đó. Su đắm túi rồi mọi người ơi. Đang đợi cái chị đó. Đừng sang chấm lên. Su cầm nha, Su cầm lại đó ăn nha. Su cầm lại quán cà phê nằm ăn chứ giờ ngồi hết nổi rồi. Thương đuối quá rồi. Lý tưởng luôn. Giờ ăn bún đậu mắm tôm. Nãy mua cái kia.
Coca. Pepsi, Pepsi lộn. Rồi nằm đây đợi. Ăn xong rồi, uống xong rồi, giờ nằm đợi. Trời ở ngoài đang mưa mọi người ơi, đang mưa. Hai mẹ con nằm chung cái võng luôn cho nó ấm. Chua. Giờ kêu Su mẹ nằm ngủ một xíu có cái cô. Xong mọi người ơi, có chị đó chỉ gọi điện rồi. Giờ chạy ra ngã tư Chân Thành thôi. Hai mẹ con nằm giật giữa đây nãy giờ mấy tiếng đồng hồ. Đi Su, nhanh lên đi Su. Nhiều dữ hả cô nương? Nó biết nhà hả? Ủa con gọi định vị thì chị biết nhà chứ sao? Em tưởng chị kêu chị ở ngoài kia chứ. Đây. Trời ơi nhiều dữ hả? Hết trời ngon luôn rồi. Bà nhà. Bà. Cảm ơn nhiều nha. Cũng như ý giờ xong rồi giờ chạy về. Nhìn hải hùng luôn. Su dục đồ vô trong máy giặt luôn. Dục đồ dơ, áo dơ đó, dục vô máy giặt cổ này hồi đem lên phơi. Ngày mai dọn dẹp. Xoài cũng như ý cho nè mọi người. Trời ơi. Có trái vàng sắp chín luôn, ngon quá à. Meo meo quá. Tắm đuối luôn. Chiều chị. Lúc chế xế chứ. Về đi siêu thị về xong rồi gặp chị cho chị ghé chị đưa hoa xong chị cho hoa quá trời luôn. Cảm ơn chị nhiều.